Xin chào tất cả các em học sinh. Ở bài trước thì chúng ta ở tuần trước thì chúng ta đã làm bài kiểm tra và tuần này cô sẽ sửa bài kiểm tra cho các em ha. Để các em biết rằng là các em đúng ở đâu và sai ở đâu để chúng ta sẽ rút kinh nghiệm cho những bài kiểm tra lần sau. Câu 1, chúng ta vào câu đầu tiên. Việt Nam gắn gắn liền với châu lục và đại dương nào? A. Châu Âu và Thái Bình Dương. B. Châu Á và Thái Bình Dương. C. Châu Á và Ấn Độ Dương, D Châu Âu và Đại Tây Dương. Vậy thì câu này trước tiên các em phải xác định cho cô nè, đó là Việt Nam gắn liền với châu lục nào? À chúng ta sẽ học được khi mà chúng ta học chúng ta sẽ biết được là Việt Nam gắn liền với châu Á. Vậy thì chúng ta sẽ loại bỏ liền hai đáp án là đáp án A và đáp án D. Nó có châu Âu là sai, chúng ta sẽ bỏ ha. Vậy thì còn B với C, vậy thì gắn với đại dương nào? gắn với đại dương Việt Nam chúng ta học rồi châu Á Việt Nam chúng ta nằm ở châu Á và gắn với đại dương đó là Thái Bình Dương vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án B châu Á Thái Bình châu Á và Thái Bình Dương ha vậy mà cô vẫn thấy nhiều bạn chọn là châu Âu cô không biết là châu Âu như thế nào ha các bạn này nên xem lại câu 2 Việt Nam nằm trong khu vực nào của châu Á A Đông Nam A Đông Nam Á, B Tây Nam Á, C Đông Bắc Á và D Đông Á. Thì khi mà chúng ta xác định được Việt Nam nằm ở trong châu Á rồi á thì châu Á có rất là nhiều khu vực vậy chúng ta phải xác định coi rằng là Việt Nam chúng ta nằm trong khu vực nào của châu Á à, Việt Nam chúng ta nằm ở phía đông nam của châu Á vậy thì Việt Nam chúng ta sẽ thuộc khu vực nào đấy thuộc khu vực đông nam Á tiếp theo câu 3 công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế nước ta do Đảng phát động bắt đầu được triển khai từ năm nào? A năm 1945, B năm 1975, C năm 1986 và D năm 1995. Vậy thì công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế nước ta do Đảng phát động bắt đầu từ năm 1986. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Nếu các em chịu khó tham khảo và đọc sách, các em sẽ thấy được là câu này nói rõ ràng trong sách luôn. Câu 4, cô thấy, cô thấy câu này các em sai nhiều nè những điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác phát triển kinh tế các nước đông nam á asean là a vị trí gần gũi văn hóa tương đồng lịch sử đấu tranh giống nhau, b văn hóa tương đồng giao thông thuận lợi lịch sử đấu tranh giống nhau, c vị trí gần gũi lịch sử đấu tranh giống nhau và giao thông dễ đi lại, d vị trí gần gũi nhiều điểm văn hóa tương đồng à, khi mà đọc đến câu này thì em thấy nó tương tự gần giống nhau nhưng mà nó cũng có nhiều cái mà để đánh lừa chúng ta ha nhiều thiếu sót trong đó vậy thì đáp án đúng ở đây là đáp án a vị trí gần gũi văn hóa tương đồng lịch sử đấu tranh giống nhau khi mà em đọc đến những câu hỏi như thế này, những điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác kinh tế của các nước Đông Nam Á thì các em nhớ cho cô ba yếu tố chính, thứ nhất đó là vị trí, thứ hai là văn hóa và thứ ba là về lịch sử đấu tranh. Vậy thì vị trí ở đây như thế nào? Vị trí gần gũi, nền văn hóa tương đồng và các nước ở khu vực Đông Nam Á có chung một nền văn minh đó là nền văn minh lúa nước lịch sử đấu tranh giống nhau. Lịch sử đấu tranh giống nhau ở đây là các nước ở khu vực Đông Nam Á đều yêu chuộng hòa bình, đứng dậy đấu tranh để giành độc lập dân tộc. Thì đó là lịch sử đấu tranh giống nhau. Còn câu B, văn hóa tương đồng, giao thông thuận lợi, lịch sử đấu tranh giống nhau. Cũng đúng nhưng mà thiếu về cái gì đấy? Thiếu về vị trí. Câu C, vị trí gần gũi, lịch sử đấu tranh giống nhau, giao thông dễ đi lại thì lại thiếu về văn hóa. D, vị trí gần gũi, nhiều điểm văn hóa tương đồng thì lại thiếu về gì đấy? Lịch sử đấu tranh. Bởi vậy khi gặp những câu mà những ai hỏi những điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác các nước trong khu vực Đông Nam Á là gì, em trả lời cho cô đó là vị trí nè, văn hóa và lịch sử là chính xác ha, là đúng rồi. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 5, hiện nay nước nào ở Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN? A, Lào, B, Campuchia, C, Myanmar và D, Đông Timor thì chúng ta đã học rồi, quốc gia mà chưa gia nhập vào ASEAN. Đó là Đông Timor đáp án D, Đông Timor ha. Đông Timor là một quốc gia trẻ mới được thành lập bởi vậy chưa gia nhập vào ASEAN. Câu 6. Mặt hàng xuất khẩu chính của nước ta sang ASEAN là A gạo, B quần áo, C dầu mỏ và D thủy sản. Các em nghe kỹ câu hỏi của cô Hàm. Mặt hàng xuất khẩu chính Câu hỏi đây là mặt hàng xuất khẩu chính, nước ta đều xuất khẩu gạo, quần áo, dầu mỏ và thủy sản sang các nước ASEAN, nhưng mà mặt hàng xuất khẩu chính của nước ta sang ASEAN đó chính là gạo. Đáp án đúng của chúng ta đáp án A là gạo ha. Câu 7, Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào?

Asean là tên viết tắt của tổ chức nào sau đây? A. Liên minh châu Âu. B. Hiệp hội các nước Đông Nam Á. C. Tổ chức Y tế Thế giới và D. Tổ chức Thương mại Thế giới. Ở câu này thì các em phải đúng là phải biết được luôn, không được nhầm lẫn. Đó là Asean là tên viết tắt của Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Đáp án đúng là đáp án B. Còn A. Liên minh châu Âu là viết tắt là EU. Tổ chức Y tế Thế giới viết tắt là WHO. À, tổ chức Thương mại Thế giới viết tắt là gì? WTO. Câu 9, quốc gia nào ở Đông Nam Á không tiếp giáp với biển? A. Campuchia, B. Malaysia, C. Thái Lan và D là Lào. Nếu như mà các em học cái bài thực hành hôm trước chúng ta học bài thực hành là tìm hiểu Lào và Campuchia rồi thì các em sẽ biết được Lào là quốc gia ở Đông Nam Á không tiếp giáp với biển và đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, Lào. Câu 10. Campuchia có địa hình đồng bằng chiếm chấm 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 diện tích A 60%, B 65%, C 70% và D 75%. Vậy thì Campuchia có địa hình đồng bằng chiếm 75% diện tích và 25% diện tích còn lại là các đồi núi thấp và nhỏ phân bố ở phía đông ha. Câu 11. Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập vào năm nào? Đáp án đúng của chúng ta đáp án C năm 1967 câu này thì trong vở chúng ta cũng đã ghi bài rồi thì nhớ phải nhớ được, phải biết được. Câu 12. Tính đến thời điểm năm 1999 đã có bao nhiêu nước là thành viên của ASEAN? A 9 nước, B 10 nước, C 11 nước và D 12 nước. Vậy thì nếu như mà bạn nào mà nhớ được nè, trong khu vực ASEAN hay là Đông Nam Á là có 11 quốc gia mà trong đó có Đông Timor chưa gia nhập vào ASEAN vậy thì tổng cộng tính đến thời điểm này là bao nhiêu tính đến thời điểm năm 1999 thì bao nhiêu nước là thành viên của ASEAN? À 10 nước ha. Chúng ta nhớ là trừ Đông Timor ra thì còn 10 nước là thành viên của ASEAN. Câu 13. Phần đất liền của nước ta giáp với các quốc gia nào? A. À, Trung Quốc, lào campuchia b thái lan campuchia lào c lào indonesia myanmar d trung quốc lào myanmar thì ở đây việt nam chúng ta có biên giới hay là giáp với rất nhiều quốc gia ở đất liền và ở biển nhưng mà biên giới mà phần đất liền mà giáp thì nước ta sẽ giáp với ba quốc gia đó là trung quốc lào và campuchia Câu 14. Lào và Campuchia thuộc bán đảo nào sau đây? A. Bán đảo Ả Rập B. Bán đảo Alaska C. Bán đảo Đông Dương và D. Bán đảo Sơn Đông Vậy thì chúng ta học bài tìm hiểu thực hành Lào và Campuchia rồi thì hai, hai quốc gia này đều thuộc bán đảo gì đấy? Đều thuộc bán đảo Đông Dương Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Bán đảo Đông Dương Câu 15. Nước ta có khí hậu a nhiệt đới gió mùa b ôn đới lục địa c ôn đới hải dương và d nhiệt đới khô đáp án đúng của chúng ta các em chọn câu nào đáp án đúng của chúng ta là đáp án a nhiệt đới gió mùa cô hững thấy nhiều bạn chọn nhiệt đới khô các em lưu ý ha, nước ta có khí hậu nhiệt đới và có gió thổi theo mùa giống như là mùa hạ thì gió tây nam còn mùa đông thì gió mùa đông bắc bởi vậy nước ta có khí hậu là nhiệt đới gió mùa chịu ảnh hưởng của gió mùa ha Câu 16. Hiện nay nước ta đang hợp tác toàn diện tích cực với các nước trong tổ chức A. À... Các tổ chức nào đây? Đáp án đúng là đáp án B. ASEAN ha. ASEAN là tổ chức gì? Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Vẫn có một số bạn chọn sai câu này. Có nhiều bạn chọn câu D. Nhìn nó giống như ASEAN quá hả? Nên lưu ý các em nên đọc kỹ câu hỏi và câu trả lời ha. Câu 17, diện tích của Campuchia là bao nhiêu? Đáp án đúng của chúng ta là 181.000 km vuông. Chúng ta đã học trong bài thực hành rồi, thế mà vẫn có nhiều bạn chọn sai, không chú ý và không có xem lại bài trước khi làm bài kiểm tra. Câu 18, địa hình của Lào chấm chấm chấm, diện tích là núi cao nguyên, các dãy núi tập trung ở phía bắc cao nguyên trải từ Bắc xuống Nam. Vậy thì địa hình của Lào bao nhiêu phần trăm là núi và cao nguyên đấy? Đáp án D ha. Địa hình của Lào 90% diện tích là cao nguyên. Các dãy núi tập trung ở phía Bắc, cao nguyên trải dài từ Bắc xuống Nam. Và 10% còn lại đó là các đồng bằng nhỏ hạ hẹp. Câu 19, diện tích của Lào là bao nhiêu? Cũng là một câu diện tích nữa và trong chúng ta cũng đã học rồi là 236.800 km vuông. Câu 20, cơ cấu kinh tế nước ta có sự thay đổi như thế nào từ năm 1990 đến năm 2000? A. tăng tỷ trọng nông nghiệp, giảm tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. B. giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. C. giảm tỷ trọng nông nghiệp và công nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ. D. tăng tỷ trọng nông nghiệp và công nghiệp, giảm tỷ trọng dịch vụ. Vậy thì ở câu này các em nên đọc kỹ và đọc rõ ha. Nhiều bạn nhiều bạn chỉ chọn đại thôi vì nó tương tự giống nhau và các em lười đọc và các em hay bị nhậm lẫn vậy thì các em nhớ lại coi cái bài này có phải là cô đã dạy ở trong cái bảng trong cái bài Việt Nam đất nước con người thì cô đã chiếu lên cái bảng nền kinh tế nước ta từ năm 1990 đến năm 2000 về tỷ trọng của nông nghiệp công nghiệp và dịch vụ và chúng ta cũng đã tính là nó tăng giảm bao nhiêu vậy thì khi mà chúng ta rút ra được kết luận đó là Việt Nam chúng ta đang đi theo con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và thực hiện nền kinh, cơ cấu nền kinh tế nước ta có cái sự thay đổi đó là giảm tỷ trọng nền nông nghiệp và tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ vậy thì đáp án đúng của chúng ta ở đây đó là đáp án B giảm tỷ trọng nông nghiệp tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ câu này các em chọn sai cũng khá nhiều ha tại vì các em cô nghĩ là do các em lười đọc kỹ những cái câu trả lời vì nó cũng tương tự giống nhau rồi vậy thì thông qua cái bài kiểm tra này và cái số liệu mà cô thống kê được thì cô thấy là đa số các em sai nhiều ở những câu như là về số liệu à, về phần trăm nè về các năm như là năm việt nam gia nhập asean hay là năm thành lập asean thì các em sai rất nhiều ở những câu đó à, cô nghĩ là lý do ở đây là do các em không đọc trước khi mà các em làm bài tập và cũng có thể là các em lười và các em chọn để cho qua câu đó bởi vậy cô mong rằng là sau cái bài kiểm tra này các em sẽ rút được kinh nghiệm ha về số liệu về các năm thì cô biết là nó khó nhớ nhưng mà chúng ta phải cố gắng cải thiện được cái tình trạng đó. Và cô sẽ đánh giá cái bài kiểm tra này qua của khối 8 qua 10 lớp. Tổng số bài tổng số học sinh làm bài á. Tổng số học sinh làm bài là 398 học sinh. Trong đó khối 8 chúng ta 10 lớp là có 442 học sinh lận. Mà tổng số học sinh làm bài chỉ có 398 học sinh. Số bài đạt trên 5 điểm là 365 học sinh thì cũng khá cao nhưng mà vẫn có nhiều bạn làm chỉ có được 4 câu thôi, 4 trên 20. Thậm chí có nhiều bạn làm trên là 2 trên 20. Và 5 trên 20 thì cô phê bình những bạn này, những bạn này phải cố gắng ở những lần sau nha. Vậy tình hình làm bài của các lớp như sau. Lớp 81 là 40 trên 44 học sinh, 82, 43 trên 44, 83, 42 trên 44, 84, 46 trên 46. Lớp 85, 37 trên 44, lớp 86 31 trên 44 lớp 87 35 trên 44 lớp 88 43 trên 43 lớp 89 40 trên 44 và lớp 810 41 trên 45 à, vậy thì ở đây cô nhận xét rằng là qua cái số liệu của 10 lớp làm bài ấy, thì cô tuyên dương hai lớp là lớp 84 và lớp 88 hai lớp này là chỉ số học sinh đạt làm bài 100% đều làm bài hết và lớp tiếp theo là lớp 82 43 trên 44 ở những lớp khác thì số liệu chúng ta cũng tương đối cao nhưng mà vẫn chưa đạt hoàn toàn Nên các em sẽ cố gắng hơn ha Rồi vậy thì các em lời dặn dò sau đó là các em về nhà coi lại và kiểm tra Coi lại những câu hỏi trách nghiệm mà mình đã sai ở đâu và giáo viên sửa những gì Chúng ta phải lưu ý, chúng ta phải lưu ý được à, và chuẩn bị coi những cái bài tiếp theo Và chúng ta sẽ nhắc nhở những cái bạn trong lớp chúng ta cùng làm bài kiểm tra để chúng ta biết được, nhận xét đánh giá được là cái tình hình học tập của chúng ta qua cái việc học trực tuyến là như thế nào Về nhà xem lại bài và xem trước bài để tuần sau chúng ta sẽ học bài mới à, Xin chào các em